Vâng, phụ kiện audio xin được kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì phụ kiện audio có một vấn đề, đó là tận dụng những con loa chép bị cháy ở nhà, vứt đi rất là phí, hãy tận dụng nó, sửa nó. Ví dụ như loa chép thì thường là các bác hát karaoke rất hay bị cháy côn bên trong. Đây là cái côn này, nó sẽ bị cháy cái đồng bên trong. Và một cách là để đỡ phí phạm thì các bạn sẽ tìm mua côn ở ngoài phù hợp với con loa này. Đấy, hôm nay đây là một con loa bác khách gửi để thay côn cho bác như này. Thì em sẽ tháo được con loa ra nhé, thì mới thay côn được. Đấy, cách thay côn thì rất đơn giản thôi, quan trọng là các bạn phải tìm cách tháo con loa của mình ra. Đây là côn loa bên trong này. Đấy, côn loa bên trong. Côn này thì đã bị cháy. Em sẽ bọc riêng ra. Đây cấu tạo bên trong loa thì cách thay côn rất đơn giản thôi. Để vào. Tìm côn cho nó phù hợp với con loa của mình nhé. Đấy. Và một điều quan trọng nữa là khi vặn lại ốc và loa không nên vặn quá chặt, thì nó sẽ khi vặn quá chặt thì cái này nó sẽ tiếp xúc bị sẽ bị kiểu tình trạng là bó côn đấy ạ. Vặn đến một cảm giác nó vừa tay vừa ngừng nhá. Thế là đã xong một con loa chép bị cháy đấy. Và em có tư vấn cho bác thêm là nên sử dụng thêm một cái mạch phân tần. Thứ nhất là một là mạch phân tần, hai mạch phân tần riêng loa chép, và hai là mạch chống cháy chép. Thì nói sơ qua mạch chống cháy chép thì anh em đã biết rất nhiều rồi, còn về mạch phân tần này thì đây nó tụ quận đồng này, và đây là đặc biệt của mạch phân tần chép này, nó có một con bọ chống cháy, dùng nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cách phối ghép thì rất là đơn giản. Đây, đường in là đường vào âm ly hoặc là sau cọc loa này, em đã tuốt dây và hàn sẵn vào đây rồi. Đường in nhé, đường in là vào loa hoặc là âm ly này. Đây, còn đường này thì sẽ đường chép, đường T là ký hiệu chép đấy, sẽ đấu vào con chép của mình. Cái phối ghép thì cực kỳ là đơn giản thôi, sẽ hàn trực tiếp vào xong. Hàn trực tiếp thì chúng ta đấu tụ là âm và âm và dương và dương thôi. Ở đây hơi bị thiếu thiếc một chút, thế nên là phải đổ thêm một chút thiếc vào. Những cái này ở nhà thì có máy hàn thì hàn rất dễ, hoặc là đặt bọn em thì bọn em sẽ hàn trực tiếp vào đây, đóng gói cẩn thận gửi đi thôi. Đấy, thế là đã thay xong côn một con loa chép và đấu sẵn mạch phân tần. Cái giải âm khi sử dụng phân tần nó sẽ trong sạch hơn rất là nhiều, tơ nhuyễn, đặc biệt là dành cho chép thì nó sẽ tơ nhuyễn hơn rất là nhiều. Thế là xong clip hướng dẫn con loa chép, và bây giờ em sẽ đóng hàng để gửi lại trả lại cho khách. Các bác có vấn đề gì về loa hoặc là về các loại dây dẫn về trong audio thì có thể liên hệ số kết bạn Zalo, số điện thoại em để bên dưới, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ cần là các bác gọi cần tư vấn thì bọn em sẽ sẵn sàng ngồi tư vấn cho các bác. Đấy. Cảm ơn các bác theo dõi video phụ kiện audio nhé.